Cách đây 2 năm, tôi đến nhà một vị cư sĩ đã cạo tóc như một người xuất gia. Ông ta bảo rằng khi ngồi thiền có loài thiên ma gá vào ông và nói, để rồi tôi sẽ tặng ông một pho vô tự thiên thư, sách trời không chữ, hoặc một bộ kinh gì đó Người ta gặp hiện tượng đó vì họ nôn nóng, muốn có một con đường giác ngộ nhanh chóng. Ở đạo tràng đó họ dùng tất cả mọi phương pháp. Tôi cũng có lần đã nghe họ nói về từng hiện tượng trong 30 hiện tượng ma ấm đầu tiên. Chẳng hạn, như tôi đã từng thấy những thẻ tre, chân bào, đạo phù, bùa chú, tôi cũng đã chứng kiến có người ăn một bữa chỉ một hạt mè hoặc một hạt lúa mạch còn như trường hợp được viên ngọc minh châu vô cùng to lớn là khi quý vị ngồi thiền có người đến nói tôi tặng ông viên ngọc này nhé nếu tâm quý vị dao động ao ước có được ngọc thì thông qua xác đồng quý vị sẽ xòe bàn tay ra nhận lấy viên ngọc một khi quý vị đã nhận lấy ngọc mọi vấn đề rắc rối sẽ sinh khỏi theo ngay tôi xin nói về một kinh nghiệm cá nhân cách đây hai năm khi tôi đến một đạo tràng một cư sĩ nói với tôi tôi sẽ tặng cho ông một pho vô tự thiên thư nếu ông thực hành theo đó suốt ba năm dòng ông sẽ đạt được thần thông lớn hôm sau tâm tôi càng trở nên dao động tôi nghĩ ông muốn tặng tôi sách trời không chữ tốt lắm người ấy liền nói muốn nhận sách hãy đưa hai tay ra tôi sẽ trao cho ông ngay sau khi nhận sách Tôi trở về nhà, hôm sau tôi đọc những điều mà hoàn toàn không hiểu gì cả, nghe như tiếng Nhật, tiếng Thái lại giống như tôi đang hát những bài hành khúc trong thời Minh trị Thiên hoàng của Nhật Bản. Những bài hát tôi chưa từng nghe, chưa từng hát trước đây bao giờ. Dù giọng của tôi thường là rất dở, thế mà khi tôi hát những bài quân hành này, tôi có thể đưa giọng lên có khi rất cao, có khi rất trầm, nghe còn hay hơn ca sĩ hát trên truyền hình. Tôi nghĩ sách chỏi không chữ là thứ giản sách thẻ tre được đề cập đến trong kinh văn. Có hai tình huống có thể xảy ra tại nơi ma đến thuyết pháp. Một là nếu ông không bị ma gá thì ông không biết được chuyện gì xảy ra cả. Nếu ông chưa sạch được xác ấm cũng không thể thấy được điều gì cả. Mặt khác khi ông ở trong thiền định, người bị ma gá có thể thấy được ông và ông cũng thế. Còn trường hợp thứ hai là cả ông và người bị ma gá vào đều ở trong thiền định và ông có thể thấy biết được mọi thứ mà nó muốn cho ông thấy. Ông cũng có thể thấy được những cảnh giới siêu Việt nhưng đó chỉ là những huyễn cảnh do ma hóa hiện ra. Mặt khác, ông không thấy gì cả, nhưng tâm ông dao động. Người kia hỏi, tôi cho ông vật này nhé. Nếu ông trả lời vâng thì tình huống sẽ thay đổi. Còn nếu ông trả lời tôi chẳng cần thì thiên ma chẳng thể nào gá vào ông được. Vì nó cũng phải tuân theo quy luật của chính nó. Theo tôi được biết, tất cả các tà phái ngoại đạo ở Đài Loan đều bị rơi vào trong 30 loại ấm ma đầu tiên trước khi họ đạt đến tiêu trừ hành ấm và thức ấm sự giải thích hôm nay của tôi có khác tí chút so với những tình tiết chính xác mà tôi muốn đề cập đến thiên ma có thể hiện ra theo nhiều cách để hãm hại quý vị và ngăn trở trên bước đường tu đạo do vì mọi người có nhiều khác biệt nhau trong khả năng tu tập nên ma sẽ hiện bày bằng vô số hình tướng khác nhau tôi chỉ xin trình bày cống hiến để quý vị tiện tham khảo a di đà phật